Thưa quý vị, mới đây một vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, giữa xe tải và xe máy khiến một người chết, một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên tinh Bình, 20 tuổi, điều khiển xe máy chở phía sau cô gái trẻ tên Như, cùng ngụ tỉnh Đắk Nông. Lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ huyện Bù Đăng, Bình Phước đi tỉnh Đắk Nông. Đến thị trấn Đức Phong bất ngờ xe máy tông vào đuôi ô tô tải đang dừng bên phải đường. Cú tông mạnh khiến cả hai người bị văng dội ngược trở lại. Bình tử vong tại chỗ, như bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu sau đó. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.